Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì em vừa về được 4 con lọc này các bác này. Đây, một dòng lọc Classic Pro ha, hàng Mỹ xuất thị trường Nhật ha, điện 100V. Đấy, và bên trong đây thì em có hai cặp loa JBL Bass 30 ha, một chép kèn. Đấy, model là CRX112M. Đấy, dòng này thì vài hôm trước các bác dặn em ha. Đấy, hôm nay em có hai cặp này. Đấy, bác có xem được thì bác alo cho em ha. Chứ em không có nhớ số của bác là số mấy nữa. Đấy, các bác nào cần thì gọi điện lại cho em ha. Rồi, và em sẽ quay cho các bác xem bốn con lọc ở phía trước đây. Đây, một dòng lọc Classic Pro ha. Đây, em về được hai con nhỏ này các bác này. Hai con nhỏ là model CEQ231 ha. Đấy, màu vàng chanh các bác, rất là đẹp ha. Rồi, và bên đây là hai con lớn hơn các bác này. CEQ231FL ha. Đấy, dòng FL dòng lớn hơn ha. Chất tiếng thì nó mạnh mẽ hơn các bác và nó cũng to hơn, các bác cùng xem này. Hai con khác biệt ha, con này to hơn. Đấy, cái dải cần của nó cũng dài hơn ha. Dải cần dài hơn. Đấy, cho nên là tiếng của nó mạnh mẽ hơn các bác. Đấy. Rồi, và nói về chất âm của hai dòng này ha, thì các bác vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke ha, cực kỳ mạnh mẽ các bác. Đấy, bass mid chép lên rất là nhiều ha. Đấy, dư cho các bác chơi luôn các bác. Bass mid chép là chỉnh dư luôn ha. Và chất tiếng rất là sáng. Đấy, cái tiếng nhạc mình nó sang ha. Đấy, đặc trưng của những dòng lọc Classic Pro của bác này. Rất là mạnh mẽ ha. Đấy, mà các bác chơi con này thì nó còn mạnh hơn các bác này. Đấy, bass mid chép mạnh hơn nữa ha. Rồi, em sẽ giới thiệu sơ qua ha. Mỗi con là được trang bị 62 cần chỉnh ha, chia đều cho hai vé left right. Đấy, là mỗi vé là được 31 cần ha. Đấy, bass mid chép rất là nhiều dải cho các bác chỉnh nè các bác này. Có hai cái đèn nháy ở đây, khi mà các bác mở nhạc ha, nó sẽ nháy theo. Đấy, khá là đẹp mắt ha. Nốt nguồn đây các bác này. Và có một con thì nó bị cấn góc ha, nó con trên nó bị cấn góc này các bác này. Đấy, nó hơi móc vô ha. Đấy, con này em sẽ bán giá mềm này cho các bác dễ mua này. Đấy, cấn nhẹ thôi các bác, rất là nhỏ ha, các bác nhìn xa không thấy đâu. Đấy, mặt mũi ha, màu vàng chanh rất là mới. Rồi, và qua tiếp cái con lớn này các bác này. Đấy, CEQ231FL ha. Đấy, vẫn là 62 cần ha, chia đều cho hai vé left right. Đấy, và dòng này thì nó có thêm bóng đèn màu đỏ các bác này. Đấy, vé nào cũng có ha. Đấy, một dàn bóng đèn đỏ các bác này. Khi mà các bác mở nguồn lên thì nó sẽ sáng hết ha. Rất là đẹp mắt các bác. Đấy, các bác mở lên là nó sáng hết. Và đèn nháy nó vẫn có ha. Đấy, mỗi vé này các bác này, khi mà các bác mở nhạc nó sẽ nháy theo. Rồi, và tiếp theo là phía trên đây. Phía trên thì còn đẹp hết các bác. Rồi, em sẽ mở cho các bác xem bên trong ha. Đây, bên trong nội thất đây, em mở cả hai dòng luôn ha. Đấy, những con này các bác chơi cực kỳ đã các bác. Bass mid chép lên rất là sáng ha. Đây, các bác cùng xem cái nội thất này, các bác biết này. Đây. Cực kỳ gấu ha. Còn rất là mới này các bác này. Và nó có hai vỉ ha. Đây, em quay phía sau cho các bác nhìn rõ. Nó có hai vỉ giống nhau các bác này. Đấy, mỗi vỉ như vậy là một vé ha. Đấy, vỉ dưới này các bác này. Đấy, hai vỉ giống nhau như vậy ha. Chất tiếng rất là khỏe. Rồi, và tiếp theo là qua cái con 231FL đây. Đấy, tụ chi chít này các bác. Và vỉ mặt này còn rất là mới ha. Đấy. Rồi, và em sẽ quay cái vỉ thứ hai cho các bác xem. Đây, em quay cái góc này nó dễ nhìn này các bác này. Đấy, các bác cùng xem cái vỉ dưới ha. Giống như vỉ trên các bác, không khác gì ha. Đây, em quay cái con này cho các bác xem này. Đấy, hai vỉ giống nhau ha. Rất là mới các bác. Rồi, và phía sau cái thông số này. Đấy, model là CEQ231 ha, Classic Pro này. Rồi, dòng điện là 100V ha, hàng Nhật về các bác này. Công suất là 100W ha. Đây là cái đường cắm nguồn đây, jack 3 chấu ha. Rồi, và các bác cùng xem đây là những cái đường vào, đường ra của lọc đây. Đấy, các bác xem ha. Input này. Đấy, một bên này, hai bên các bác này. Đấy, nó cắt một ô ha, thì các bác để ý ha, input ở đây và ở đây. Đấy, các bác cắm một đường 6 ly hoặc là một đường Canon ha. Bên đây một đường các bác ha, và các bác ra là bên đây. Output này. Đường ra là xuống đẩy ha, hoặc là xuống âm ly thì các bác cắm đường output ha. Một lỗ 6 ly hoặc là một lỗ Canon ha. Đấy, mỗi bên một dây các bác. Các bác nào mà không biết câu thì các bác gọi điện cho em ha.
em quay video hướng dẫn các bác câu. Rồi, và bên đây cũng vậy thôi các bác, không khác gì ha. Đây, vẫn là điện 100V này, công suất là 100W này các bác. Đây, bốn con rất là đẹp. Rồi con này nó phân ra dễ hơn này, input là hai cái này ha, trên dưới này. Đây, output ở trên dưới này các bác. Đây. Rồi, em sẽ quay lại và báo giá cho các bác nắm ha. Đây, một thương hiệu lọc cực kỳ hay của Mỹ các bác. À, phải gọi là cực kỳ hay ha, rất là mạnh các bác. Rồi em có xin báo giá cho các bác luôn hai con lọc nhỏ này trước ha. Con dưới là 4 triệu ha, con dưới đẹp, 4 triệu bao ship này. Con trên cũng đẹp ha, chỉ có một cái vết cấn chỗ này thôi, một vết duy nhất chỗ này thôi các bác. Đấy, không bị là nó cũng đẹp lắm á, xuất sắc luôn á. Đấy, con trên là 3 triệu rưỡi ha, 3 triệu rưỡi em bao ship, con dưới là 4 triệu bao ship ha. Rồi và hai con này thì đồng giá với nhau là 5 triệu 5 ha, 5 triệu rưỡi một con em bao ship toàn quốc này. Đấy, mức giá là cực kỳ mềm các bác. Con này là siêu hay ha, cho nên là thị trường bán cực kỳ cao. Đấy, 6 triệu, 7 triệu ha, hơn 7 triệu cũng có luôn. Đấy, con này phải gọi là siêu hay luôn các bác này. Đấy, bên em giao trực bác 5 triệu rưỡi ha, 5 triệu rưỡi em bao ship toàn quốc này. Đấy, mức giá rất là tốt ha, tất cả là đẹp xin nguyên bản hết, 5 triệu rưỡi bao ship ha. Rồi, và tiếp theo là hai đôi loa CBL, hai đôi loa CBL CRX 112M ha. Đấy, bát 30 và một chiếc kèn các bác. Đây, những cái tuyến e căng thì em đang mở sẵn ra ha, để mà em mở cái tuyến loa cho các bác xem. Đây, em mở ốc hết trơn rồi. Đây, e căng là có tem và có logo CBL ở dưới ha. Rồi, em sẽ mở từng cái ra cho các bác xem cái tuyến loa ha. Đây, bên trong là các bác này, một chiếc kèn ha, một bát 30. Đấy, 30 ha. Hai lỗ thông hơi các bác này. Đấy, những dòng JBL thì các bác karaoke là khỏi chê các bác. Tiếng cực kỳ bay ha, tiếng rất là bay và rất là sáng các bác. Đấy, full JBL là đỉnh cao rồi ha. Nhưng mà giá nó cũng cao các bác ạ. Đấy. JBL thì khó có loa nào rẻ lắm các bác. Những dòng JBL xịn ha. Đấy. Rồi, tem mác đầy đủ các bác ha, những cái căng ha. Tem mác là còn đầy đủ hết. Đấy, và còn đẹp hết ha. Đấy, bắt 30 này các bác cùng xem những cái tuyến loa ha. Lát em sẽ mở cũ cho các bác xem cũ loa bên trong. Đấy, tất cả nó còn đẹp hết này các bác. Rồi, em sẽ quay cho các bác xem phía trên và xung quanh ha. Đây, phía trên này các bác này, có một cái quay sát phía trên ha. Đấy, ốc e-căng thì em đang bỏ dưới này nè, cho nó khỏi lộn ha. Đấy, phía trên đây. Rồi, và đây là cái thông số của loa đây. Đấy, model là ZRX112M các bác này. Đấy, thương hiệu CBL ha, các bác cùng xem đây. Và công suất là từ 250 cho tới 500W một thùng ha. Trở kháng là 8 ohm này các bác này. Đường vào là đường 6 ly hoặc là new chip big công ha, các bác cắm đường nào cũng được. Và đây là Made in Mexico các bác ha, thương hiệu Mỹ USA. Đấy, được sản xuất ở Mexico ha. Đấy, hai cái đường này thì các bác có thể vô một đường này, các bác có thể ra thêm một đường ha, nhông thêm một cái loa nữa ha, các bác cắm vào đây nhông thêm một cái loa nữa. Đấy. Rồi, phía sau đây các bác. Đấy, chỉ có bám bụi ha, bám bụi tí xíu thôi, bác nào mua em sẽ lau sạch sẽ ha. Đấy, chỉ có bụi thôi các bác. Thùng bắt rất là liền lặng ha, không có bị cắn móp chỗ nào đâu. Rồi, và sau đây thì em sẽ mở cho các bác xem bên trong ha. Đây, bên trong nội thất cặp loa các bác ha. CBL 112M đây. Các bác cùng xem cái cũ loa rất là to ha. Đấy, dày các bác. Các bác xem cái cũ này. Đấy, vừa to vừa dày ha. Đấy, sắt xì 7 màu ha. Rồi, vào phía trên thì có một cái tem các bác này. CBL ha, 8 ohm. Đấy, Made in Mexico ha. Đấy, nguyên bụi các bác cùng xem này. Đấy, em lau tới đâu là bụi ra tới đó ha. Đấy, Made in Mexico. Đấy, tất cả là nguyên bản hết ha. Cũ loa lớn các bác này. Rồi, và tiếp theo là cũ loa chép đây. Đấy. CBL 2412H-1 ha. Made in Mexico các bác này. Đấy, hàng sản xuất ở Mexico ha. Và phân tầng bên trong đây này các bác này. Đấy, cơ nó hơi tối ha. Hơi khó quay các bác. Đấy, các bác cùng xem phân tầng bên trong ha. Đấy.
Rồi các bác cùng xem qua, các bác vừa xem qua bên trong nội thất ha. Em cũng xin báo giá cho các bác nắm luôn. Đấy, JBL Bát 30 một chép kèn ha. CRX 112M em cũng xin báo giá với các bác là 12 triệu các bác ha. 12 triệu đồng một cặp là em bao ship ha. Đấy, rồi bác nào quan tâm thì các bác liên hệ cho em nhé. Đây số điện thoại của em đây. 0981 384842. Rồi cũng xin chào các bác nhé.